아니 막 여기 우리나라 카지노 안 할 거예요. 돈 없습니다. 그럼 그냥 들어가 좀 보고. 그럼 그래. 다들 옷을 갈아입었어. 엄마, 뭐 먹고 싶냐? Everything okay? Everything is okay. 엄마 이거? 엄마 이거 좋아하지? 초코 들었어. 나 다 봤어. 초코 니 좋아 아니야? 네 건 없어? 아, 그거야? 제 이름이 김입니다. 네? 뭐라고요? 다시, 다시. 안녕하세요. 제 이름이 김입니다. 반갑습니다. 아, 얘는. 이분은 베트남, 두 분 다 베트남 사람이에요. 리 친구. 아, 여기 있다. 못하이바. 못하이바. 요. 못하이바. 요. 같이 가! 오. 예뻐? 트리가 아, 여기가 순간 맛집이야? cảm giác ở đây nó giống một cái chợ đêm nhưng mà nó khá là nhỏ. Chỉ là nó sẽ có áo quần, có những cái gian hàng đồ ăn. Thì bạn mình nói là ở đây có bán cái sông tầm, cái gỏi đu đủ mà mọi người thích ăn. Mình cũng rất là thích cái gỏi đu đủ, nhưng mà bên này người ta làm gỏi đu đủ nó sẽ thằng bằng cái mắm gọi là ba lá, giống như là mắm nêm ở mình á. Rồi chưa chị định thấy chảy nước miếng rồi đó. Mà chà, chút nữa thì tụi mình sẽ xây em nó. Mấy cái quả cà chua bên này cũng ngộ ngộ ha. Ở thôi cho anh ấy kinh đây bò, để kẹp tăng phía lặng. Đây rồi phá. Ôi, cái gà bò bò bò. Tomato. Ừ. Chỗ cái bà béo. Đang muốn một cái nè. Mà tăng cô. Ba bố ơi, ba chụp cô. Wow, cái bà. Đó là
làm nhở? Thả mẹ tomato, papaya, vegetable, dạ chế. Đây, cầm vào đây. Bỗng hả? My sister, my sister get yourself. Nhìn là thay cay, nhìn là chảy nước miếng. Ngon. Tao mà có thịt phân tế. Ngon. Cái đó là mấy xong mà có hai. Ngon này mà. Tại vì crochet 끝난 게 아니에요. 왜 또 뭐 있대요? 그냥 담배 그냥. 그냥 담배 야무도 맛있어 이게? 맛있어요? 아까 안 매워? 안 매워. 우리 하도 우리 먹는 안 했죠. 근데 안 가 quay lại kịp. 야, 다 했죠. Mọi người mà muốn ăn cái món trộn như vậy á, trộn đu đủ á, nên qua Lào ăn. Bên Thái đi ăn bên Thái rất là nhiều lần, nhưng mà bên Lào ngon, chỗ là một cái level hoàn toàn khác. Cái mẹ Trinh đang mẹ thả mai cái đó, mẹ bình thường là mẹ ăn tự nhiên đi Trinh, bình thường là mẹ chữ ăn bánh lắm á. Sống thật của bản thân mình đi. Mình đang sống rất thật của bản thân mình các bạn ạ. Sếp gần hết dĩa rồi. Sếp rồi lại. Mọi người đâu rồi? À, bên kia ngồi rồi. Đây là bạn người Lào. Hợp với hộp sang. Ồ đẹp. Đẹp đó. Hợp dễ sợ luôn á. Để coi ly hợp với đôi nào ta. Wow, lồng lộn quá. Ê Trinh. Rồi mà. Không mà. 15 phần kiếp. cái túi giống ở Hội An quá, nhưng mà bên này nó làm khác kiểu hoàn toàn, giống kiểu mình thấy là mình kiểu một cái nét truyền thống của Lào á. 50.000 tiếp. Túi cũng dễ thương quá, nhưng mà cái kiểu của nó nhìn hơi già dặn á, mình không có thích lắm, nó không có hợp với lâu lâu đi chơi như vậy cũng thấy vui lắm. Nếu như mà mọi người mà đi chơi theo nhóm á, thì mình nghĩ là các bạn nên một lần đi thử xe buýt đi qua Lào chơi, là một trải nghiệm rất là thú vị. Cứ nghĩ là không vui nha, nhưng mà ai ngờ là vui không tưởng. Mà cũng một phần là do mình có bạn ở bên đây nữa, bạn mình chở đi chơi rồi chở đi ăn đi uống, cho nên là cũng không, bởi vì bên này không có taxi, không có taxi, cũng không có phương tiện đi lại nhiều á. Chủ yếu ở đây là ai cũng mua được xe hơi hết, bởi vì bên Lào là người ta hỗ trợ mua xe hơi, thuế cũng không cao, không có thuế, cho nên là ai cũng có thể sở hữu xe, cho nên là họ không có đi taxi hay là xe ôm người nhiều, Grab giống như ở mình. Thấy ở Việt Nam thấy có Grab hơi bị ok, kiểu ai đi chơi, ai tới Việt Nam chơi cũng không có phải lo lắng về cái phương tiện đi lại hết. Việt Nam mình là nhất thôi. Hẹn gặp lại.